đang đến với chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, các ca sĩ trẻ góp mặt trong chương trình, họ đã tranh tài qua hai vòng thi với hai người nhạc sĩ mang những phong cách âm nhạc khác nhau. Nhạc sĩ Hoài An với những bản bolero, những bản nhạc quê hương trữ tình sâu lắng, và nhạc sĩ Lê Hữu Hà với những tác phẩm âm nhạc trẻ trung, sôi nổi. Và trong vòng thi ngày hôm nay thì các thí sinh sẽ tiếp tục thử thách bản thân mình với một thế giới âm nhạc của một người nhạc sĩ khác. Ở đó đầy những day dứt, trăn trở về cuộc đời, về con người. Một người nhạc sĩ có cái tên được ghi dấu ấn trong lòng quý vị khán giả yêu nhạc bằng những bài hát không tên. Và nhạc sĩ chủ đề của vòng thi thứ ba đó chính là nhạc sĩ Vũ Thành An. Trước khi đến với những phần tranh tài đầy sôi nổi của các ca sĩ trong chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An, chúng ta hãy cùng chào đón những giám khảo của đêm thi hôm nay. Giám khảo chính xin được giới thiệu danh ca Thái Châu. Chúng ta hãy cùng chào đón những vị giám khảo khách mời, ca sĩ Quỳnh Lan và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ba vị giám khảo. Và xin mời cả ba giám khảo sẽ di chuyển về ghế nóng của mình. Trước khi đến với thế giới âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An thì Phương Uyên xin phép được trò chuyện một chút với giám khảo danh ca Thái Châu. Thưa anh Thái Châu, anh là một người có rất nhiều kinh nghiệm để trình diễn những nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. Vậy thì trước khi bắt đầu những phần dự thi của các ca sĩ trẻ thì anh có lời gì để trấn an, để động viên các bạn có thêm kinh nghiệm và sự tự tin trình diễn các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An hay không ạ? Trước hết Thái Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả từ khắp mọi nơi. Anh Vũ Thành An viết nhạc, ca sĩ chúng ta nghiên cứu phải để ý thật là sâu sắc những cái ca từ của ảnh và kể cả melody. Anh thường thường là anh viết với nhịp 3-4. Thì cái nhịp 3-4 là cái nhịp sâu lắng, lắng đọng, phải xuất phát từ cái trái tim của mình. Mình hiểu cái cảm xúc, mình hiểu cái ý nghĩa của bài hát của anh Vũ Thành An viết như thế nào. Thì từ đó hát ra, cho ra cái âm thanh, cho ra cái ca từ và cái nhạc cảm mình thế nào thì từ đáy lòng của mình. Và đối với anh An thì anh gặp anh An rất là nhiều lần, và mỗi lần gặp ảnh là phải cung kính và thật là lịch sự, phải mời anh ngồi xuống rồi em mới tâm sự. Hùng biết sao không? Tại anh cao quá. Tại anh cao quá. Nói chuyện gì anh được cứ ngước lên gì. Cái những cái kỷ niệm mà đối với anh An, mỗi lần mà anh gặp anh Vũ Thành An là anh cười. Anh nói rồi tôi biết rồi, tôi ngồi xuống. Có vài lời nhắn nhủ với lại các ca sĩ trẻ đồng nghiệp của anh, hãy tự tin để cho ra những cái cảm xúc thật là tự nhiên và thật là dạt dào, để không phụ lòng anh Vũ Thành An đã viết cho chúng ta những bài hát tuyệt vời. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ danh ca Thái Châu. Còn sau đây chúng ta hãy cùng xem một đoạn video clip để hình dung rõ nét hơn về con đường âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định. Bài hát đầu tiên được ông sáng tác ở tuổi 22 mang tên Tình Khúc Thứ Nhất. Ca khúc ấy với tên gọi ấy dường như đã báo trước cho sự ra đời của loạt tình khúc làm nên tên tuổi của ông, được ông công bố ở tuổi 26, đó là Những Bài Không Tên. Những Bài Không Tên trở nên nổi tiếng, ghi một dấu ấn riêng đậm nét cho tác giả, đưa Vũ Thành An trở thành một trong những nhạc sĩ nổi bật nhất đương thời và thường được xếp vào dòng nhạc tình. Nhưng không chỉ là tình yêu, mỗi bài không tên còn là một khúc hát về thân phận, về những góc khuất cuộc đời người nghệ sĩ. Nhiều năm sau, những câu chuyện đằng sau các bài không tên đã được chính nhạc sĩ Vũ Thành An kể lại, mở ra những góc nhìn mới cho những bản tình ca đã sống cùng thời gian và cũng hé mở những cơ duyên cho các bài không tên tiếp nối, để những bài hát ấy vẫn luôn có chỗ đứng trong hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, những phần tranh tài sẽ chính thức bắt đầu. Thường trong những bộ phim thì chúng ta hay thấy rằng bắt đầu phim hay có cảnh
kết thúc. Và sau đó thì câu chuyện của phim mới được dẫn dắt ngược trở về quá khứ, về đầu phim và những diễn biến trong bộ phim. Và bắt đầu đêm nhạc hôm nay, đêm của nhạc sĩ Vũ Thành An, chúng ta sẽ bắt đầu với một ca khúc tuy không phải là bài hát cuối cùng mà ông sáng tác, nhưng bài hát ấy như là một tự truyện của ông để đúc kết về chặng đường sống và sáng tác của mình. Bài hát ấy ông gọi là Đời Đá Vàng, để nói về cuộc đời mình có đỉnh cao, có vực sâu. Ca khúc ấy sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua tiếng hát của Lê Thái Sơn. Nhạc sĩ Vũ Thành An là một trong số những nhạc sĩ mà Sơn rất là yêu thích và cũng thích rất là nhiều sáng tác của ông. Nhưng mà khi mà đến với cuộc thi thì là một thử thách cho Sơn. Đây là một ca khúc mà Sơn chưa bao giờ trình diễn, dù đây là một ca khúc có lẽ sẽ rất quen thuộc với rất nhiều quý vị khán giả. Nhưng mà đây cũng sẽ là cơ hội để Sơn hiểu hơn về ca khúc, cũng như là tìm hiểu thêm về khả năng của mình. Và hy vọng là Sơn sẽ gửi gắm đến quý vị những cái tâm tư của nhạc sĩ Vũ Thành An cũng như là của Sơn gửi gắm vào bài hát này. Rất mong quý vị khán giả sẽ đón nhận ca khúc. Buồn phiền ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời con ước ao khát vọng con câu cao. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oan mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua rầm rề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một nơi khóc than mới hiểu đời đã vàng. Thank you.
trong cơn muộn phiền. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một đời mất mát, mấy thương người đơn độc, có oan mình đơn đau mới hiểu được tình yêu. Qua rầm rề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một đời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Có một đời khóc than mới hiểu đời. Và đó là một tiết mục mở màn dạt dào cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay, Đời Đá Vàng, với phần thể hiện của Lê Thái Sơn. Lúc này đây thì chắc chắn là ban giám khảo vẫn còn đong đầy rất nhiều những cảm xúc. Đầu tiên thì thưa giám khảo Quỳnh Lan, chị cảm nhận Lê Thái Sơn ngày hôm nay như thế nào ạ? Chị rất ấn tượng với cái phần dàn dựng ở trên sân khấu. Em diễn xuất rất là tốt cho bài hát này. Cái thứ hai là giọng hát của em phải nói là đầy nội lực, đầy khao khát để mà vượt ra khỏi cái xiềng xích trong suy nghĩ của mình. Em đã thể hiện được điều đó. Chị có một cái góp ý nhỏ là nếu như có một đôi chút trong bài hát, em thả nhẹ một chút để mình có cảm nhận những cái bước thăng trầm trong cuộc sống của mình, có những cái khoảng lặng mình phải dừng lại để mình suy ngẫm về nó. Nhưng nhìn chung mọi thứ, từ dàn dựng cho đến cách diễn xuất của em rất tốt cho bài hát này. Xin chúc mừng em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ giám khảo Quỳnh Lan. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét từ danh ca Thái Châu. Trước hết thì anh nói như thế này, ca khúc nào cũng vậy, chúng ta phải có cái nuance lớn, nhỏ. Đoạn nào mình hát khỏe, hát to ra, đoạn nào nức nở, đoạn nào phải vuốt ve nhẹ nhàng lại. Riêng ca khúc này á, có nhiều đoạn mà em phải nhẹ nhàng và như là có những câu là khẳng định và có những câu là hỏi tại sao cuộc đời cái ta cứ quay quần như thế này. Cho nên đạo diễn mới xiềng xích đó. Tới cuối cùng là em phải quăng hết, bỏ hết tất cả để cho ta thanh thản đi. Thì trong cách hát cái bài hát này cũng vậy. Có lúc ta gào thét, có lúc ta nức nở và có lúc ta phải có một cái câu hỏi. Em cho thêm một chút từng trải, em cho một chút thất tình trong đó đi, thì cái bài hát sẽ hoàn hảo hơn nha. Cảm ơn em. Cảm ơn những lời nhận xét từ danh ca Thái Châu. Còn bây giờ thì xin được mời những góp ý từ giám khảo Nguyễn Phi Hùng dành cho Lê Thái Sơn. Cái mà anh Thái Châu nói về cái sự gò bó thì Hùng rất là hiểu. Riêng cái bài hát này thì Hùng lại có liên tưởng nó phải như là một cái người kể chuyện. Tại vì nó là một cái câu chuyện của cuộc đời, rất là nhiều những cái khúc mắc thăng trầm. Ngay cái câu đầu tiên thôi, anh ước gì nó thống thiết hơn để cho người ta có thể nghẹn lại. Tại vì nó là một cái sự trải nghiệm quá là sâu sắc của một người đã bước qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống. Em đã có một chất giọng rất là dày, rất là nam tính rồi. Với những cái lời góp ý của mọi người, anh tin rằng là lần thể hiện sau em sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên thì anh rất là thích cái chất giọng nam tính của em. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ giám khảo Nguyễn Phi Hùng. Bây giờ đây chúng ta hãy cùng hồi hộp đến với những số điểm từ ban giám khảo dành cho Lê Thái Sơn. Ở đêm nhạc chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An, chúng tôi xin phép được giữ lại số điểm của ca sĩ giám khảo Quỳnh Lan và công bố ở cuối đêm thi thứ hai. Còn bây giờ xin được mời số điểm từ danh ca Thái Châu. 9,75. Và giám khảo Nguyễn Phi Hùng dành cho Lê Thái Sơn số điểm là
9,75. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Lê Thái Sang. Thưa quý vị, chúng ta đã mở đầu đêm nay với một bài có tên, lại từ một nhạc sĩ thành danh từ những bài không tên. Nhưng có một điều thú vị là cũng chính bài có tên ấy ban đầu cũng là một bài không tên, bài không tên số 40. Về sau này thì dần dần những bài không tên cũng được nhạc sĩ Vũ Thành An đặt tên. Tuy nhiên, quay ngược trở về thời gian trước, chính những bài không tên đã tạo nên cái tên Vũ Thành An rất đặc biệt, rất nổi tiếng trong âm nhạc. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với một trong 10 bài không tên lừng danh nhất của ông. Và ca khúc ấy, cũng như những sự dằn vặt trong tình yêu, tuy là mở đầu rất êm ái, nhưng ngay sau đó là những sự giằng xé về một cuộc tình đảo điên. Chúng ta hãy cùng đến với bài không tên số 8 và phần dự thi của Đào Kỳ Anh. Đào Kỳ Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề. Trải qua hai vòng thi đầu tiên thì ban giám khảo có nhận xét là Kỳ Anh, những cái bản phối của Kỳ Anh còn hiền quá và những cái bài hát chưa có thực sự phát huy hết cái khả năng và sở trường của Kỳ Anh. Thì lần này với nhạc sĩ chủ đề Vũ Thành An, Kỳ Anh chọn cho mình một ca khúc khá là quen thuộc rồi, nhưng lần này Kỳ Anh sẽ làm mới hơn để làm cho khán giả có những sự bất ngờ mới hơn, có những cái sự bộc phá khác hơn. Hy vọng là lần này bản phối này mới lạ này sẽ làm cho tất cả khán giả sẽ ngạc nhiên và thích thú với nó. Quý vị cùng đón xem Kỳ Anh làm gì nhé. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Chiều thăm dù hồn người bềnh bâng, chiều không im gọi người đời mong. Chiều trong cho mẹ mây ươm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi có vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào điên, người quen một vòng tay ôm nhớ. Buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bềnh bâng, về đâu thân này mòn mỏi khấn. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Hay lắm, hay lắm. Dễ thương ha. Một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngày ngùng. Bao lâu rồi tiếc những
ngày còn âu thơ lần tiếng trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn về đâu tâm hồn này bềnh bâng về đâu thân này mòn mỏi không về sau và nhiều năm sau nữa có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay về sau và nhiều năm sau nữa có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Thưa danh ca Thái Châu, Phương Nguyên thấy là anh đã gật gù rất là nhiều, không biết là gật gù theo nhạc hay là gật gù vì hài lòng ạ? Quả thật là cái tiết mục này Đào Kỳ anh làm anh bất ngờ quá. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từ cái hòa âm với cái điệu swing phải nói là tuyệt vời. Rồi cách hát của Đào Kỳ anh cũng rất tốt. Hát ra cái phong cách ra cái style mà của swing rất là hay, ấn tượng lắm. Và dạt dào cảm xúc trong cái cách hát, có những cái nấc khàn khàn rất là dễ thương và rất là cảm xúc. Tôi nghĩ là nhạc sĩ Vũ Thành An có dịp xem một cái phiên bản mới là thích lắm, rất là thích. Tôi chúc mừng em, tôi phải nói là ưng, thiệt là ưng bài hát này. Em cảm ơn anh, nói chào hết nhiều. Xin được cảm ơn phần nhận xét từ danh ca Thái Châu. Bây giờ bạn muốn nghe lời nhận xét đến từ giám khảo nào? Dạ, chắc em bài anh Nguyễn Phi Hùng. Thấy ai cũng thích Đào Kỳ Anh hết. Ngày hôm nay thì anh thấy có một Đào Kỳ Anh với một cái phong cách nó hơi một chút hoài niệm, nhưng mà thổi vào đó là một cái tinh thần rất là trẻ trung. Và màn biểu diễn của em thì anh phải dùng từ gọi là hoàn hảo. Hoàn hảo vừa về cảm xúc của cách xử lý, cảm xúc của cái sự nhận thức về bài hát, bên cạnh đó là bài phối thì cũng quá là chuẩn luôn. Anh chúc mừng em. Hát như thế này là khán giả thích lắm. Đó, cho nên là chúng ta có quyền hy vọng một ngôi sao mới, đúng không anh? Vừa hát nè, vừa cách hát nè, vừa hòa âm nè, vừa động tác nè, trình diễn nè, còn muốn cái gì nữa, đầy đủ yếu tố. Cảm ơn lời nhận xét, những lời khen từ cả hai vị giám khảo. Còn những lời nhận xét từ giám khảo Quỳnh Lan, không biết là chị cũng có thích tiết mục này giống như là những vị giám khảo còn lại hay không ạ? Chị nghĩ là chị còn thích hơn hai anh nữa kìa. Cho chị gửi lời khen tới vũ đoàn. Phải nói là một cái sự dàn dựng từ ca sĩ cho đến vũ đoàn rất là đều nhau về hình dáng nhá, nhìn vào rất là đẹp, không thể nào mà chị có thể mà không nhún nhảy theo được, nó cuốn hút cực kỳ. Và em thể hiện bài hát này theo cái bài phối và sự nhún nhảy của em tất cả đều rất là hoàn hảo. Chị rất thích cách hát của em, cách em ngắt câu để cho phù hợp với bài phối, rất là chuyên nghiệp, rất là điêu luyện, tạo nên một cái sự ngạc nhiên đối với chị, bởi vì em còn rất trẻ, không có một lời nào để có thể chê được hết. Xin chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị, rất nhiều. Cảm ơn những ý kiến từ giám khảo Quỳnh Lan. Và bây giờ thì Phương Uyên biết rằng bạn đang chờ đợi điều gì. Điểm số từ danh ca Thái Châu dành cho Đào Kỳ Anh. 10 điểm, xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Em cảm ơn Thái Châu ạ. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng dành cho Đào Kỳ Anh số điểm 10 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng Đào Kỳ Anh. Thưa quý vị, mãi nhiều năm tháng về sau này, khi nhắc đến cái tên nhạc sĩ Vũ Thành An, người ta vẫn nghĩ về 10 bài không tên lừng danh của ông được viết trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên về sau, ông vẫn tiếp tục sáng tác những bài không tên. Và thật thú vị, trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, chúng ta sẽ được thưởng thức những bài không tên có số lớn hơn 10. Và bài không tên ấy rất khác so với tinh thần chung của những bài không tên còn lại, trầm buồn, thiết tha, day dứt. Bài này lại có một tiết tấu khá là đặc biệt, và khi mà nghe câu trước thì khán giả khó lòng tưởng tượng được họ sẽ được nghe gì ở câu sau. Sự đặc biệt, bất ngờ ấy sẽ được một thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát thử thách chính mình. Bài không tên số 15 và phần dự thi của Dương Minh Ngọc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát.
phiên bản nhạc sĩ chủ đề năm 2022. Mọi người biết đó, nhạc sĩ Vũ Thành An thì phải gọi là rất là nổi tiếng với các bài không tên. Và các bài không tên thường đa số rất là nhạc rất là du dương và rất, người ta có thể nói là rất là buồn luôn. Thì ngày hôm nay Ngọc thể hiện ca khúc bài không tên số 15 mang giai điệu Tango. Lợi thế là cái bài đó hợp với giọng của Ngọc, nhưng cái khó là Ngọc phải làm sao cho bài đó hoàn toàn thành một phiên bản mới. Ngày nào ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đâu, cửa sau con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ này đâu, bóng kiếm thâm thẳm biển sâu. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, người đi, chết trong ta một kỳ. Giờ đây sự sống phá tan hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiễn ta, mãi tô yên sao vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngô ngơ, tóc khô phiêu bạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Ngày nào ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đâu, cửa sau con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kiếm thâm thẳm biển sâu. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, người đi, chết trong ta một kỳ. Giờ đây sự sống phá tan hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiến ta, mãi tô yên sao vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu bạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, người đi, chết trong ta một kỳ. Giờ đây sự sống phá tan hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiến ta, mãi tô yên sao vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu bạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thầm thầm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Xin được chúc
mừng Dương Minh Ngọc đã hoàn thành phần thi của mình. Và khi mà nhìn hình ảnh của Dương Minh Ngọc trên sân khấu, một nam ca sĩ với vẻ lãng tử, hào hoa, chìm đắm trong những bài nhạc tình, thì nãy giờ Phương Uyên cứ liên tưởng đến giám khảo ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Thì anh có những lời nhận xét nào ạ? Trong bài hát này thì anh thấy được là có rất là nhiều cái đã giúp cho em cảm thấy tự tin hơn. Mặc dù là cái bài hát này thì nó tương đối là khó hát, anh cảm thấy là em mới an toàn thôi, để mà mình có thể trải nghiệm mà hiểu sâu hơn và nhấn nhá làm sao cho cái bài hát này nó có một cái chiều sâu giống như cái tuổi của nó. Thì rõ ràng đây là một cái thử thách vẫn còn ở phía trước đối với em. Nhưng mà bên cạnh đó thì có được cái sự hỗ trợ của các bạn vũ công á, thì anh thấy em đã tìm lại được chính mình. Và nhất là càng về những cái phần sau á, thì cái giọng hát của em nó trở nên vững vàng hơn, cái tự chủ của em cũng tốt hơn cái phần đầu. Anh nghĩ hôm nay thì là một cái sự thử thách vô cùng khó với tất cả các thí sinh. Chúng ta không có thể bắt mình một cách lớn nhanh được. Tuy nhiên thì anh cũng chúc mừng em đã hoàn thành phần thi. Xin được cảm ơn giám khảo Nguyễn Phi Hùng. Và thưa giám khảo Quỳnh Lan, không biết là sau khi xem tiết mục vừa rồi thì chị có ấn tượng gì hay có những góp ý gì cho Dương Minh Ngọc hay không ạ? Đầu tiên là chị đã ấn tượng rồi. Một chàng trai với một bộ trang phục của những bộ phim, nó gợi lên rất nhiều thứ cảm xúc trong chị ngay từ cái nhìn đầu tiên vào cái hình ảnh đó. Có lẽ em còn quá trẻ để có thể chuyển tải những tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nhưng không sao, thật sự mà nói, chị nghe được trong chất giọng của em rất tình. Em có một cái chất giọng mang đầy nội tâm. Bây giờ cho dù em hát thể loại nào thì em cũng sẽ thể hiện được cái nội tâm tự nhiên bên trong của em. Nó tự toát ra sẵn có trong cái giọng hát của em. Có thể bài hát này em chưa thành thục lắm, nhưng không thể nào khỏa lấp được cái chữ tình ở trong giọng hát của em. Đó là cảm nhận của riêng chị, và chị rất quý cái điều đó. Đó là một cái điều đầu tiên mà để chị nghe một ca sĩ hát. Và cảm ơn em, chị đã bắt gặp được điều đó ở em. Chị xin chúc mừng em cho bài hát vừa rồi. Xin được cảm ơn giám khảo Quỳnh Lan. Và thưa danh ca Thái Châu, anh là một người theo dõi xuyên suốt từng bước đi của Dương Minh Ngọc từ đầu chương trình đến giờ. Thì ngày hôm nay, ấn tượng của anh về Dương Minh Ngọc như thế nào ạ? Thì tôi đồng cảm với lại Quỳnh Lan là cái chất của em rất tình. Em hát có tình cảm, dạt dào tình cảm. Mỗi một tập em có tiến triển khá tốt về cái cảm xúc âm nhạc, nhạc cảm, có tiến bộ trong cái nhạc cảm. Nhưng mà để ý phải nghiên cứu mỗi một tiết tấu, mỗi một giai điệu, mình phải có cái cách hát riêng. Tango hát làm sao, bolero hát làm sao, nhớ điều này nha. Với lại cái động tác đó thì em dạn dĩ thêm một chút. Cái tango mà lúc đó mà phải công nhận là sau cái gian tấu em tỏa sáng, thấm bài thì em hát nó tốt hơn cái nguyên một cái đoạn đầu. Sau gian tấu em hát rất là thấm nha, hát có kịch tính. Mà thì động tác cũng phải có cái gì đó, cái động tác thì hơi hiền, hòa với lại vũ đoàn một chút xíu để cho thấy cái nhịp tango nó như thế nào đó. Yeah. Em phải suy nghĩ thêm thì cái bài hát và cái tiết mục sẽ tỏa sáng hơn nữa. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ danh ca Thái Châu. Và bây giờ sẽ là những số điểm mà ban giám khảo dành cho Dương Minh Ngọc. Xin mời số điểm từ giám khảo Nguyễn Phi Hùng dành cho Dương Minh Ngọc. 9,75. Số điểm danh ca Thái Châu dành cho Dương Minh Ngọc là 9,75. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Dương Minh Ngọc. Thưa quý vị, bài Không Tên số 15 và phần thể hiện của Dương Minh Ngọc cũng đã khép lại đêm thi đầu tiên nhạc sĩ chủ đề Vũ Thành An. Ở đêm thi tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ ba ca sĩ Leo Minh Tuấn, Lý Thu Thảo và Lê Thu Uyên. Nhưng trước tiên, hãy cùng lắng nghe những cảm nhận của họ nhé. Leo Minh Tuấn, Lê Thu Uyên và Lý Thu Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề năm 2022 ạ. Ba anh em chúng tôi vừa mới xem xong phần trình diễn của các bạn. Đối với em á, thì em rất là ấn tượng ở một ca khúc, đó là Đời Đá Vàng. Ca khúc này thì quá nổi tiếng rồi, cho nên là em nghĩ đây là một ca khúc mà cực kỳ áp lực dành cho bạn Lê Thái Sơn. Nhưng mà khi mà em thấy bạn trình diễn á,
với một cái phong độ cực kỳ là khác luôn, rất là lạ, và cái bản hòa âm cực kỳ mới luôn. Đó là cái điều mà em rất là ấn tượng. Không biết là Uyên sao? Trong đầu em là em nghĩ ngay đến bạn Đào Kỳ Anh. Bạn này là đúng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm với tất cả mọi người đấy. Tại vì với cái chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An thì những bài hát rất là buồn, nhưng mà bạn lại phối hòa âm cái ca khúc đó, bài Công Tên Số 8, rất là, bạn diễn rất là vui tươi và một cái màu sắc nó rất là mới, rất là thích. Và em nghĩ là bạn đã có 2 điểm 10 rồi, thì số điểm của vị giám khảo còn lại cũng sẽ là một số điểm rất là cao ạ. Đối với Leo là cái phần thi của Ngọc thì phải nói là cái bản phối nó cực kỳ hay, nó mới lạ. Và thêm một cái nữa là Ngọc hát rất là tình cảm luôn. Thế nhưng mà hơi tiếc cho Ngọc chút xíu thôi là lên sân khấu nó gặp rất là nhiều yếu tố. Rung đúng không? Nói chung là lên đây thì anh em mình tất cả Ai cũng rung hết, bị cái vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần thi của mình. Mong mà khán giả xem sẽ bỏ qua cho anh em mình nha. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà anh em mình học hỏi nhiều hơn. Nói chung là cũng rất là áp lực, nhưng mà mình phải thật là cố gắng để mà giành được những cái số điểm thật là cao từ ba vị ban giám khảo, đúng không? Anh em mình quyết tâm cái đi. 1, 2, 3 Yeah. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua phần dự thi của ba ca sĩ trẻ, nhưng cảm xúc về những nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ vẫn còn tiếp nối với món quà âm nhạc ngay sau đây. Tình khúc thứ nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An với phần thể hiện của giám khảo khách mời ca sĩ Quỳnh Lan. Nuôi sống
suốt đời, thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đến. Dù trời đêm cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên, vì còn đây câu nói yêu em âm thầm soi lối vui. Tôi hát nhạc sĩ chủ đề, đêm thi chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An. Từ những ca khúc được hát nhiều nhất đến những bài hát còn rất là lạm với khán giả số đông, đã vang lên qua sự thể hiện của Lê Thế Sơn với Đời Đã Vàng như một tự sự đời người nhạc sĩ, Dương Minh Ngọc với bài Không Tên số 15 rất hiếm khi vang lên, và Đào Kỳ Anh với bài Không Tên số 8 đầy dằn mặt về cuộc tình gian dở. Âm nhạc Vũ Thành An sẽ tiếp tục trở lại với thật nhiều điều mới lạ trong đêm thi tuần sau cùng ba giọng ca Lê Thu Huyền, Leo Minh Tuấn và Lý Thu Thảo. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng gặp lại trên sân khấu này ba thí sinh của đêm thi hôm nay. Đó là Dương Minh Ngọc, Đào Kỳ Anh và Lê Thái Sơn. Giờ đây xin được mời ba vị giám khảo sẽ lên sân khấu để chúc mừng cho các ca sĩ trẻ đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, như vậy là đêm thi đầu tiên nhạc sĩ chủ đề Vũ Thành An đến đây đã khép lại. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau. Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề với đêm thi chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An đã cho thấy đây thực sự là một thử thách lớn cho các giọng hát trẻ. Những bài hát không tên đã thành kinh điển và luôn cần khoác lên tấm áo mới cho khán giả ngày hôm nay. Hãy cùng chứng kiến hành trình chinh phục thử thách với các thí sinh tiếp theo: Lê Thu Huyền, Leo Minh Tuấn và Lý Thu Thảo. Để rồi oán trách nhau, tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình bền, chả
chẳng giữ được nhau cho môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người cho đôi mắt tôi hờn rơi để lệ cuốn mất câu thề. Khi em cất cái giọng hát đầu tiên lên thì anh đã thấy được là ô, cô bé này làm cô bé nội lực ha. Phần dàn dựng cho bài hát này quá quá tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát Nhạc Sĩ Chủ Đề vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.